Thưa quý vị, chỉ mất khoảng 45 phút lái xe từ trung tâm thành phố Hà Nội đi về hướng Tây. Tại thôn Cổ Liên, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây có một ngôi làng nhỏ với 5 bungalow xinh xắn nằm trong một khu vực rừng phủ hoàn toàn cây yên tĩnh và biệt lập. Bạn hoàn toàn có thể tận hưởng một không gian đối lập với chốn đô thị ồn ào, náo nhiệt. Vâng, và có lẽ quý vị đang thắc mắc là không biết đó là nơi nào đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì anh Lê Kiên Trung, quản lý của chuỗi Open Gateway sẽ giới thiệu tới quý vị khán giả về không gian tại khu vực này. Vâng, xin chào anh Trung. Tôi cũng như là quý vị khán giả đang rất là muốn được khám phá. Vậy anh có thể dẫn chúng tôi đi một vòng để khám phá khu vực này hay không? Vâng. Đây là The Forest Sơn Tây. Thì đây là một cái khu cũng khá đặc biệt. Nó nằm tách biệt ra với cả khu dân cư. Và nó nằm chìm trong một cái rừng cây. Như các bạn cũng thấy ở xung quanh đây thì nó rất là biệt lập. Nó là những cái bungalow, 5 cái bungalow được dựa theo một cái kiến trúc giống như là nó nằm hoàn toàn ở trong một khu rừng. Thì đấy là một cái việc nó rất là khác biệt với các cái khu vực khác. Ở đây thì nó là một cái làng ven Hà Nội. Thì có rất nhiều các cái trò chơi. Các cháu có thể cùng bố mẹ đi ra đồng lúa để mà thả diều. Có thể đạp xe ở trong làng. Là một cái nơi mà nó rất là an toàn. Nó không giống như ở thủ đô mình vỉa hè bị xâm lấn hay đường phố nó rất là chật chội. Ở đây thì bọn mình làm những cái nhà cây. Đây là một cái thứ mà trẻ con rất là thích. Nó giống như là tôi là một thuyền trưởng, tôi là một người có thể tôi giống như là một tắc răng, tôi đi khám phá ở trong rừng. Hay là ở đây thì bọn mình có đầu tư thêm một bể bơi, là những nơi mà các con có thể thỏa mãn cái thú vui mùa hè của mình, vẫy vùng ở trong nước. Đây là một cái khu mà mình nghĩ là nó rất là phù hợp. Thứ nhất là cái số lượng gia đình, nếu chia ra cho số lượng gia đình, số lượng đầu người thì nó rất là rẻ. Nó chỉ khoảng một vài trăm nghìn. Thì đấy là một cái mức giá mà ai cũng có thể trở thành khách hàng của chuỗi Urban Gateway được. Nó không sang trọng giống như là ở các resort. Mọi người vẫn được những cái tiêu chuẩn tốt cho phòng nghỉ, rồi là những cái việc liên quan đến nghỉ ngơi, bể bơi. Mọi người hoàn toàn có thể đến và tham gia vào những cái hoạt động nó rất là mang tính nghỉ dưỡng như thế này. Một là khách có thể tự mình có thể nấu nướng, có thể tự vui chơi ở trong khu vực này. Mình nêu cao cái tinh thần do it yourself, và cái thời điểm này nó cũng rất là phù hợp, bởi vì là các bạn cũng thấy là cái mạng xã hội nó rất là phát triển. Mọi người rất muốn khoe cái khả năng của mình trong việc nấu nướng cũng như là trong việc tổ chức các cái cuộc vui chơi của mình. Thế còn cái thứ hai đấy là chúng mình có một cái hệ thống quản gia ở đây, họ có thể giúp cho khách hàng được những cái món ăn nó rất là dân dã, đúng các cái món ăn ở bản địa ở đây.